Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm mới mà mình mới mua về. Đấy, rất là nhỏ gọn luôn. Đó là bộ điều khiển động cơ 3 pha không chổi than. Mạch này mình mua thì có 250.000 đồng thôi, nhưng mà mình thấy nó thông số rất là ok, nó chạy dùng điện là 36V đến 48V. Dòng được chịu là thấp nhất là 18A đến 33A. Công suất là 350W. Đấy. Mình mua bộ này để về mình chế cho cái xe cân bằng này các bạn. Xe cân bằng này của mình nó bị hư cái bo mạch rồi, cho nên tháo bỏ. Chỉ còn dùng cái động cơ thôi, hai động cơ thì rất là tốt. Mình mua cái bo này về để test thử xem cái nó có chạy ok hay không. Nếu mà chạy tốt thì mình sẽ chế các cái xe điều khiển đồ chơi cho nó vui. Đó. Ở đây thì nó có các cụm dây này, cụm mà 5 dây này các bạn, là 5 dây cảm biến, nó tương ứng với 5 dây cảm biến này. Đấy, 3 cái dây này là 3 dây cho động cơ, 3 dây pha. Cái bo này nó hay cái là nó không cần dùng cảm biến cũng được, tức là không cần cảm biến vị trí này cũng được thì nó vẫn chạy nhá. Trường hợp các động cơ mà không có cảm biến thì các bạn cắm vô thì nó vẫn chạy bình thường và lực vẫn mạnh luôn. Rồi, 2 dây này để test thử mạch và đồng thời là đảo chiều động cơ. Còn 3 dây này là dây gắn vô tay ga. Nếu không có tay ga thì các bạn có thể dùng cái con biến trợ. Đây, biến trợ thế này mình hàn thử sẵn rồi thì cắm vào thôi. Còn 2 dây là dây thắng, tức là mình muốn tạm dừng tạm dừng ngay luôn thì mình nối 2 dây này lại với nhau. Còn đây là dây nguồn. Dây nguồn thì các bạn sẽ cấp điện âm, điện dương 36V. Còn này là dây qua công tắc, tức là mình cấp nguồn thì thường xuyên, còn khi nào bật công tắc thì mình sẽ nối dây nhỏ này nè với dây dương thì mạch mới hoạt động. Đó, đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ gắn lên cái này và mình test thử các bạn xem nhé. Các bạn thấy ok thì nhớ nhấn đăng ký và bấm chuông để theo dõi video của mình. Và sau khi mình test xong thì các bạn thấy cái bo này mà phù hợp, thích thú đối với các bạn, hoặc các bạn nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình. Mình mua này 250.000 đồng thì có thể gửi các bạn cùng giá đó luôn. Còn cái chi phí mà vận chuyển nó tăng thêm bao nhiêu thì phải đóng thêm nhé, nó khoảng 20-30.000 đồng gì đó. Rồi, để mình nối vào và test thử các bạn xem nhé. Rồi mình sẽ đo cái tốc độ động cơ là chậm nhất bao nhiêu và nhanh nhất bao nhiêu. Rồi, nối xong rồi các bạn. Cấp nguồn. Đây, mình sẽ test thử các bạn xem nhé. Bạn xem này. Đó, chạy rồi đấy. Tăng tốc độ lên cho các bạn xem nhé. Ui, nghe đã chưa? Tối đa thì sẽ test cho các bạn xem là nó bao nhiêu vòng phút nhé. 638 vòng một phút, 637 vòng phút. Rồi giảm tốc độ xuống này. Để xem nó chạy chậm nhất là bao nhiêu vòng một phút. Sáu mươi sáu vòng một phút, 52 vòng một phút, 42 vòng một phút, chắc là chậm nhất rồi đó. Mặc dù quay chậm vậy thôi nhưng mà lực rất là mạnh các bạn. Không, rất là mạnh, đủ sức để mình chạy đi. Mình tăng lên xíu. Còn đây là 2 dây đảo chiều này, nối với nhau cái mình nhả ra liền thì motor sẽ đảo chiều. Đó, đảo chiều. Thấy chưa? Tiếp này. Đó, đảo chiều. Chạm nhau cái là nhả ra nhé. Còn đây là cái dây để thắng rồi các bạn. Khi mình chập hai dây này thì nó sẽ ngừng ngay lập tức. Đây nhá, mình sẽ chập thử bạn xem này. Đó, thắng. Thì khi mình bóp thắng á, thì nút cái công tắc thắng nó sẽ chạm với nhau. Còn khi mình thả thắng lên nả ra thì nó chạy tiếp. Đó, nó chạy tiếp. Rồi đảo chiều nó cũng vậy. Rồi nó vẫn giữ nguyên cái chiều đang chạy nhá. Đấy, thắng này, thả ra chạy tiếp này. Thắng này, chạy ra chạy tiếp này. Đó. Theo mình nghĩ thì các bạn nên mua cái bộ này về để điều khiển cho các cái động cơ này thì nó khỏe hơn rất là nhiều và chất lượng rất là cao so với là mình đi chế các cái mạch này kia. Đó. Bạn nào mà cần cái này thì có thể liên hệ với mình qua số Zalo 0347973381. Mình sẽ gửi cái bo này cho các bạn. Mình mua bo này 250.000, sẽ gửi cho các bạn giá đó luôn. Rồi, các bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh nhé, và nhớ bấm chuông để theo dõi những video mới của mình. Sắp tới mình sẽ dùng cái này này để chế thành cái xe đồ chơi. Xe đồ chơi. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.